Cô tôi chuyển sang ông cánh ta kỳ quyên, áp cả người vào người anh. Cô tiếp tục nói với tử thư: này anh lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. Giọng cô không nhỏ nên mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Đây là lần đầu tiên kỳ quyên dẫn cố tư đến công ty, điều này đã gây nên chấn động lớn. Đám cưới xa hoa trước đó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Sau khi kết thúc, cố tư quá kính tiếng, người ngoài không biết nhiều về cô. Cả những nhân viên trong công ty, nhà họ Trì cũng không biết trong cuộc sống thường ngày thái tử Huy của họ trông như thế nào. Bây giờ cố tư đang đứng ở đây, tự nhiên trang nhã những người đi qua đều dừng lại. Có người lén nhìn cô, có người không kìm được mình, cả gan tới gần. Thử thư dỗ dàng đi về phía cố tư. Giọng anh ta cũng lớn hơn: bà chủ, sao bà chủ lại tới đây? Cô tôi cười tươi nói: có chút việc sếp các anh nói anh ấy bận quá nên chờ nhờ anh xử lý giúp tôi. Được, có chuyện gì bà chủ cứ nói, tôi sẽ không chối từ. Tử thư rất quyết phối hợp. Cố tôi ngẩng đầu nhìn chị Quyên, sau đó buông anh ra: vậy anh đi làm việc trước đi, để em nói với tử thư. Chị Quyên đáp: được rồi, trưa nay cùng đi ăn cơm nhé. Cố tôi gật đầu, nụ cười trên môi vừa có chút ngượng ngùng vừa có chút ngây ngô. Mấy ông chủ nhà họ Trì đi sau cũng đã tới. Cố tôi không quay đầu, làm như không biết đang mỹ sắc. Những người đó đi ngang qua cô cũng chẳng chào hỏi. Những người gì là tốt nhất, không ai ghét anh. Khi cảnh đi ngang qua cố tư, sau khi đi được vài bước, anh ta quay đầu nhìn cô. Anh ta không có biểu cảm gì, chỉ nhìn cô mà thôi. Cố tư không nhìn cảnh khi cảnh. Cô nói với tử thư: tôi muốn học lái xe. Anh quen huấn luyện viên của trường dạy lái xe đúng không? Giới thiệu một người dạy tôi đi. Tử thư hơi bất ngờ. Tại sao tự nhiên muốn học lái xe thế? Cô tôi trong mắt hạ thấp giọng: có lẽ là vì tôi muốn hoàn toàn độc lập. Nói xong cô lại cười hì hì. Khi cảnh định thu hồi tầm mắt thì đúng lúc ấy, cô tôi cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên. Nhân vẻ này của cô rất giống với ngày đó.
Cô ta khựng lại, vô thức nhìn thêm một lúc nữa. Đúng là Tử Thư có quen một huấn luyện viên của trường dạy lái xe. Anh ta gật đầu, được, vậy để tôi liên hệ giúp cô. Cô Tư và Tử Thư ngồi trong đại sảnh của công ty nhà họ Trì. Tiểu thư liên lạc với huấn luyện viên mà anh ta quen. Sau khi cúp máy, anh ta hỏi cô, hôm qua cô ở lại đó thế nào? Đương nhiên Tử Thư biết chuyện người nhà họ Trì không thích Cố Tư. Anh ta liệu có rất nhiều chuyện xung quanh Trì Quyên, cũng được coi như hiểu rõ tường tận về nhà họ Trì. Anh ta hạ thấp giọng, những người đó có gây khó dễ cho cô không? Tôi nhớ lại việc bà chị suýt nữa bị cô chọc tức chảy dựng lên hôm qua, trong lòng lại thấy vui vẻ. Cô cũng không quá coi trọng chuyện này. Không ai có thể gây khó dễ được cho tôi. Kể từ ngày ly hôn với chị Quyên, chỉ có tôi gây khó dễ cho người khác. Thương nhìn chậm chậm Cố Tư một lúc, lúc này mới có vẻ yên tâm hơn. Anh ta thở dài, một mình cô phải tự chăm lo cho bản thân. Những người đó không thương cô thì cũng phải tự thương lấy mình. Cố Tư gật đầu, đúng đó, tôi phải đối xử tốt với bản thân. Nếu chị Quyên đã dẫn Cố Tư đến giao cho Tử Thư, nghĩ việc cho Tử Thư nghỉ phép nửa ngày. Tử Thư đợi cùng Cố Tư một lúc, sau đó nhận được cuộc gọi từ huấn luyện viên. Rồi anh ta đưa Cố Tư đến trường dạy lái xe. Lúc này trường học không có nhiều người. Huấn luyện viên kia đang chờ ở cửa. Nhìn thấy Tử Thư và Cố Tư đến thì nhanh chân tới chào hỏi. Thời buổi này có người quen, giải quyết công việc cũng dễ hơn. Cố Tư gần như không phải làm gì cả, cô chỉ cần ký tên vào giấy tờ là việc đăng ký đã hoàn tất. Quý do Tử Thư trả. Ban đầu Cố Tư không đồng ý, nói là tự cô có tiền. Tử Thư chừng mắt, khi nào về tôi sẽ bảo xếp thanh toán. Tiền của anh ấy mà cô còn không tiêu, không sao đâu, cứ dùng tiền anh ấy đi. Cố Tư có chút bất đắc dĩ. Tôi thật sự không muốn tiêu tiền của anh ấy. Tử Thư vẫn kiên trì. Tôi là đàn ông, đi cùng cô sao có thể để con gái trả tiền được. Cố Tư hít vào một hơi. Anh ta nói câu này ngay thẳng như kiểu lát nữa về sẽ yêu cầu chị Quyên thanh toán vậy. Khi giải quyết thủ tục bên trường dạy lái xe xong, thời gian vẫn còn rất nhiều. Được rồi,
Cố tôi suy nghĩ một chút. Tôi về chỗ của tôi xem thế nào. Anh về công ty trước đi, chưa tôi qua tìm các anh. Tiểu thư gật đầu. Vậy một mình cô cẩn thận chút. Cô tư bắt xe từ trường dạy lái xe về nơi ở cửa mình. Cô mở khóa vân tay vào nhà, đứng trong phòng khách. Phòng khách rất trống trải, gần như không có đồ vật gì. Giờ nhìn đã biết không có ai ở đây. Cô chậm chậm lên tầng, vào phòng ngủ rồi ngồi lên giường. Chị Quyên về đây lấy quần áo, cửa tủ vẫn đang mở hé. Cô đi tới mở nó ra xem. Bây giờ trong tủ vẫn còn nhiều quần áo trước đây của cô khi cô rời khỏi nhà chị. Bà chị mừng lắm. Bà ta tích cực bảo người giúp việc dọn hết đồ của cô ra ngoài, một sợi tóc ngắn cũng không được bỏ sót. Xem ra bà ta thật sự rất muốn cô hoàn toàn biến mất khỏi nhà chị. Thì ấy cô tôi không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại chắc bà ta sợ tỷ mỹ đến nhìn thấy đồ của cô, trong lòng sẽ không vui. Tỷ mỹ đúng là xấu xí. Đầu thai vào gia đình tốt, sau đó lại được mẹ chồng tương lai nâng niu bảo vệ. Quả nhiên vẫn phải có bối cảnh tốt, khi đó chắc chắn sẽ có người thích bạn mà không cần lý do. Nhưng hầu hết đều không phải kiểu dáng cô thích. Bà chị nói cô không được làm xấu mặt nhà họ Kỳ, vậy nên khi đến nhà bà ta làm dâu, cô đã chuẩn bị rất nhiều quần áo. Hầu hết là do bà chị chọn, vẫn còn rất nhiều bộ cô chưa gỡ mắt. Thứ nhất là vì cô không có cơ hội để mặc, thứ hai là vì cô cũng không thích chúng. Cô Tư nhìn từng bộ, đến giờ cô vẫn không thích những bộ quần áo này. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại di động xuống nhà. Cuối cùng cô cũng biết phải sống sao cho không bị ràng buộc rồi. Cô bắt taxi đến trung tâm mua sắm, đi vào tầng. Bộ nào phong cách cô thích mua, bộ nào kiểu dáng cô ưng ý mua, bộ nào màu sắc đặc biệt mua. Đến không cầm nổi nữa, cô mới dừng lại. Sau đó cô Tư gọi cho Tử Tư. Nghe máy rất nhanh, không biết đang ở đâu mà anh ta nói khá to. Bà chủ à, sao lại có chuyện gì thế? Bình thường anh ta sẽ không nhiều mở miệng đã gọi cô như thế. Cô Tư chợt một tiếng, tôi đang ở trung tâm mua sắm Hâm Thi. Anh đến đón tôi được không? Tôi mua hơi nhiều đồ, không xách nổi.
Tiểu thư vẫn nói rất lớn. Ồ, được, tôi sẽ tới ngay. Bà chủ chờ tôi nha. Trung tâm mua sắm Long Quy cách công ty nhà họ chị không xa. Cô tôi cúp máy rồi chậm rãi bước ra ngoài. Tiểu thư nói với giọng cường điệu như thế, chắc bên cạnh anh ta đang có nhân viên công ty. Hoặc quan lãnh đạo cấp cao khác ở đó. Anh ta đúng là thực sự không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để diễn. Cô Tư chờ ở cửa không bao lâu thì Tử Thư đã tới. Nhìn thấy những túi quần áo đặt trên cạnh Cố Tư, anh ta hơi ngẩn người. Sau đó bật cười bảo, đây mới là dáng vẻ nên có của một bà chủ. Cố Tư giễu cợt, bên cạnh bà chủ đều có người giúp việc giúp đỡ. Tôi chỉ có một mình. Không phải còn có tôi đây sao? Tử Thư xách đồ lên, hai người đi về phía xe. Cô Tư thuận miệng hỏi, vừa nãy lúc gọi điện, ai ở cạnh anh ấy? Tử Thư khựng lại, giọng nói cũng thay đổi, có chút không vui, là ông cụ nhà họ Tì. Ông ta nói đi ngang qua nên ghé thăm sếp Trì. Cô Tư sửng sốt, sau đó nhìn nhiều phía Tử Thư, ông cụ nhà họ Tì đã đến rồi sao? Trận chiến này không nhỏ nha. Tử Thư đặt những đồ cứu tư đã mua vào trong xe. Anh ta trả lời, ừ, đến sớm như thế mà bảo là đi ngang qua, tôi không tin đâu. Sau đó anh ta mở cửa xe cho cứu tư, giọng điệu mang theo ý châm chọc, tôi đoán chắc là hôm nay Tì Mị về nhà đã nói gì đó, vậy nên hôm nay ông cụ mới đến để tìm hiểu tình hình. Cố tư nhớ mày, lúc anh đi ông cụ còn ở đó không? Còn Tử Thư gật đầu. Ông ta đang nói về tình hình kinh doanh của công ty mới của chúng tôi. Anh ta đi vòng qua xe rồi lên xe. Vừa thắt cái an toàn vừa nói, nhưng công ty chúng tôi không có giao dịch nào trong việc kinh doanh với nhà họ Tỳ cả. Cô thử nghĩ xem, ông ta đến để nói tình hình công ty với chúng tôi, buồn cười biết bao. Cô tư tựa lưng vào ghế, cô đảo mắt, lái xe đi. Cô không rõ chính xác Tì Mị đã biết bao nhiêu chuyện giữa cô và chị Quyên. Nhưng dựa theo độ yêu thích của bà chị dành cho Tì Mị, chắc chuyện gì bà ta cũng nói hết rồi.
Chuyện gì cũng nói hết ở đây, hẳn là bao gồm cả chuyện cô và chị Quyên đã ly hôn. Phương Kỳ này chỉ có phá là giỏi, xem ra sau này cô vẫn có thể để bà ta ấm ức thêm rồi. Cô tôi đợi xe đến công ty nhà họ chị rồi tự mở cửa bước xuống. Thử Thư lại lấy hết những đồ cô đã mua ra. Hai người vào sảnh đi thẳng về phía thang máy. Họ đi thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng của chị Quyên. Ông cụ nhà họ Tùy vẫn đang ở trong phòng làm việc của chị Quyên. Cô tôi đi đến cửa sẽ nghe thấy giọng ông ta. Cô có biết ai nhà họ Tùy? Nhưng nghĩ lại dù cô không biết ai thì vẫn gây thù chuốc oán. Dù sao ban đầu cũng là cô chen chân vào. Phá hỏng cuộc hôn nhân nhà họ Kỳ và nhà họ Thị Tỷ. Cô Tư đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu vào, đẩy cửa văn phòng ra. Anh em về rồi. Cô cười thật tươi bước vào, như thể không biết trong phòng có người khác. Kỳ Quyên ngồi trên ghế sofa, đối diện với ông cụ nhà họ Tùy. Thế cô Tư đi vào, Kỳ Quyên đứng dậy, anh cũng nở nụ cười. Đi đâu như thế chắc em cũng mệt rồi đúng không? Cô Tư bước đến nhào vào lòng Kỳ Quyên, giọng nói nũng nịu. Đúng đó, ngoài kia nóng lắm, em thật sự. Cô đột nhiên dừng lại kinh ngạc nhìn ông cụ nhà họ Tùy, có chút ngượng ngùng bảo anh đang có khách à. Chị Quyên cũng cười vòng tay qua người cô. Không sao đâu. Ông cụ Tùy tới chơi, đi ngang qua nên lên chào hỏi. Cười trên mặt ông cụ Tỳ đã hoàn toàn biến mất. Ông ta nhìn cô Tư với ánh mắt dò xét. Đương nhiên cô Tư cảm nhận được ánh mắt sắc bén của ông cụ, nhưng không hề sợ hãi. Không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt ông cụ Tỳ. Ồ, ông đây là ông nội cô Tỳ đúng không? Có duyên thật đấy, hôm qua vừa gặp cô Tỳ, hôm nay lại gặp ông cụ Tỳ. Anh xem duyên phận của chúng ta với nhà họ Tỳ rất sâu đậm đó. Trong câu này còn có hàm ý khác, chỉ cần là người có não thì đều nghe ra. Ông cụ Tỳ nheo mắt từ từ đứng dậy. Dù cụ đã cao nhưng ông cụ vẫn chăm sóc bản thân rất tốt, tóc vẫn còn đen. Trông ông ta hơi mập, khí thế cũng rất mạnh mẽ. Ông cụ nhìn chị Quyên xem ra cháu còn có việc. Vậy ông không làm phiền cháu nữa, hôm nào có thời gian chúng ta nói tiếp. Chị Quyên gật đầu vâng. Ông cụ Tỳ còn chẳng thèm nhìn cố Tư một lần, quay người đi ra ngoài.
theo lý mà Kiều Quyên sẽ phải đi tiện, nhưng Cố Tư kéo anh lại. Đồng thời nói với Tử Thư vẫn đang đứng ở ngoài cửa: Tử Thư mau đi tiễn đi, đừng thất lễ với ông cụ. Cô nói xong thì vòng tay qua cổ Kỳ Quyên, nũng nịu bảo: Anh yêu, hôm nay em đi mua sắm phát hiện ra rất nhiều đồ hay, chỉ là em đi một mình không xách được, nếu anh đi cùng em thì tốt biết mấy. Chị Quyên không trả lời. Anh chờ thêm một lúc rồi kéo cánh tay cô đang ôm cổ mình xuống: Được rồi, người ta đi rồi. Ý cười cũng như biểu cảm thẹn thùng trên mặt Cố Tư đều không còn nữa. Cô đứng thẳng người nhìn ra cửa, giọng điệu rất bình thản: Ông cụ Tỳ đến làm gì vậy? Chẳng lẽ hôm qua Tỳ Mỹ về đã nói gì à? Kỳ quen qua người nhìn về phía sau bàn làm việc, không biết nữa. Chỉ nói là tới thăm, có nhắc đến chuyện trong công việc. Mình thấy ông cụ Tỳ tuổi đã lớn, quyền sở hữu công ty nhà họ Tỳ vẫn đang nằm trong tay ông ta. Ông cụ không chịu thua, mãi không chịu giao quyền. Cố Tư bước đến ngồi bên sofa. Cô Dương Giai cảm ơn tôi đi. Vừa rồi tôi diễn thế nào? Có tự nhiên không? Nhìn có thật không? Chị Quyên cầm tập tài liệu lên xem, chỉ liếc nhìn cô từ khóe mắt chứ không trả lời. Tử Thư, tiễn công cụ nhà họ Tỳ xong thì quay về đóng cửa lại, hạ giọng thật thấp nói: Lúc ông cụ Tỳ đi, ông rất không vui. Nhìn khuôn mặt ông ta không hề có ý cười. Chị Quyên cũng không quan tâm lắm: Không sao, ông ta đã không vui lâu rồi. Từ khi nhà họ Kỳ quỷ hôn, nhà họ Tỳ đã bắt đầu có ý kiến. Cố Tư biểu môi, dựa vào ghế sofa không lên tiếng. Chưa đến giờ tan làm nên Cố Tư nghĩ chỉ có thể chờ ở đây. Tử Thư đi làm việc của anh ta rồi, chị Quyên lại đang đọc tài liệu. Cố Tư buồn chán bèn lấy điện thoại ra. Chưa chết, cô có tin nhắn là ca sĩ lần trước gửi tới. Cô ta chỉ hỏi cô đã về đến nơi an toàn chưa. Cô nhìn thời gian, tin nhắn này đã gửi từ tối qua nhưng cô ta vẫn chưa đọc. Cô tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời tin nhắn. Sau đó cô ngâm nga một bài hát, bắt đầu xem tin tức. Chị Quyên không chỉ có bệnh ưa sạch sẽ mà anh còn có rất nhiều tật xấu khác. Khi làm việc, anh không thích xung quanh có âm thanh ồn ào. Chịu đựng một hồi, anh không thể nhịn được nữa mới ngẩng đầu lên nhìn Cố Tư: Cô có thể yên lặng chút không?
cô vốn định đáp trả đôi câu nhưng lời đến bên mũi rồi lại môi rồi lại thôi. Đây là địa bàn người ta, tốt hơn hết là đến nghe lời. Cô gật đầu, vậy tôi ra ngoài đi dạo. Chị Quyên cúi đầu xem tài liệu tiếp. Bác sĩ, cô Tư lặng lẽ lườm anh một cái, dung cánh tay rồi ra khỏi phòng. Hành lang không có người, mọi người đều đang bận rộn làm việc của mình. Cô Tư chưa đến đây bao giờ, vì vậy cô ta đi dạo nhìn ngắm xung quanh. Cô nhìn thấy kỳ cảnh ở góc ngã tư phía trước. Kỳ cảnh đứng ở đó, một nhân viên hình như đang bàn giao nhiệm vụ gì đó. Cô Tư mỉm cười bước đến, không nói gì. Kỳ cảnh quay đầu lại nhìn thấy cô Tư. Anh ta bất ngờ. Tôi còn tưởng sáng nay cô đã đi rồi. Cô Tư à một tiếng. Đã vừa đến đây. Trưa nay đi ăn cùng chị Quyên. Chị Cảnh suy nghĩ một chút, trao đổi với nhân viên vài câu rồi bảo người đó đi làm việc. Sau đó anh ta đi về phía văn phòng mình. Sao không ở lại phòng làm việc của chị Quyên? Chán quá à. Còn không phải sao? Cô Tư hùa theo, anh ấy làm việc là người xung quanh không được phát ra tiếng động. Đúng là khiến người khác không thể chịu nổi. Kỳ cảnh bước vào phòng mình, mở cửa ra. Cô có muốn vào ngồi không? Cô Tư nhìn xung quanh sau đó gật đầu, được. Trang trí trong phòng kỳ cảnh cũng gần giống phòng chị Quyên. Cô Tư đi vào nhìn quanh một lượt, sau đó đi thẳng đến ngồi ghế sofa. Lúc nào các anh cũng ngồi phòng làm việc? Không thấy chán à? Tôi cảm tưởng mỗi ngày. Mở mắt ra là đã thấy một đống tài liệu thật vô vị. Chị Cảnh mỉm cười, vẫn ổn, tôi quen rồi. Nói đến đây Kỳ Cảnh lại nhắc tới chuyện khác. Vừa nãy tôi thấy ông cụ Tỳ đến, có phải là đến tìm anh cả tôi không? Cô tôi cảm thấy chuyện này không thể che giấu được. Bác sĩ, vì vậy cô thẳng thắn thừa nhận. Ừ, nhưng cũng không nói gì, chỉ tới thăm thôi. Khóe miệng gì cảnh nhếch lên, vậy à. Anh nhìn cô Tư một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Tôi còn tưởng ông ta đến vì chuyện của cô Tỳ. Cô Tư không trả lời. Giờ không hiểu những lời chị Cảnh nói. Cô chỉ cười đáp, chị Quyên đã giải thích rất rõ ràng chuyện của tiền Mỹ với tôi rồi. Mẹ thích tiền Mỹ nên anh ấy cũng không có cách nào khác. Mà anh ấy cũng không có suy nghĩ gì khác với tiền Mỹ. Nếu dù có chỉ là một chút bây giờ thì anh ấy cũng không còn ở với tôi.
Không có kỳ cảnh có tin lời cố tư không? Anh ta chỉ khẽ gật đầu. Cửa phòng làm việc luôn vẫn mở, thỉnh thoảng có người đi ngang qua bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Thật ra cô Tư và chị Cảnh cũng không có gì để nói với nhau. Hai người không thân thiết, chỉ đứng cùng nhau một lúc trong rừng trúc ngày hôm qua thôi. Nhưng chị Cảnh được coi là đối xử có phần thân thiện với cô nhất so với những người còn lại của nhà họ Trì. Bản thân cô vốn dĩ rất ít bạn bè, không có nhiều người để nói chuyện. Vì vậy cô tạm thời xếp Kỳ Cảnh vào hàng ngũ bạn bè. Kỳ Cảnh lấy tập tài liệu ra nhìn một chút rồi có chút không kìm được là hỏi cố tư. Hôm qua cô về chắc là bác gái vui lắm nhỉ? Cố tư bật cười thành tiếng, câu này Kỳ Cảnh hỏi quá quyển chuyện. Cô ta biết thật ra anh ta muốn hỏi vấn đề gì? Cố tư ngồi trên sofa, đung đưa đôi chân, vui lắm. Dù sao tôi cũng thấy cảm thấy bãi rất vui, hôm qua bãi còn tìm mọi cơ hội để trò chuyện với tôi. Chị Cảnh bật ra tiếng cười. Mặc dù anh ta không tiếp xúc nhiều nhưng vẫn biết tính bà Trì. Mọi người chung sống cùng một sân nhà bao nhiêu năm nay, có ai không biết ai. Chỉ là câu nói này của tôi cố tư thật sự khiến anh ta cảm thấy mới lạ. Cô Tư vào nhà họ Trì chưa đầy một năm mà đã dấn vào biết bao nhiêu chuyện. Khoảng thời gian ông cụ qua đời được coi là khoảng thời gian người nhà họ Trì đoàn kết nhất, thường xuyên quây quần bên nhau. Thực ra Kỳ Cảnh đã gặp Cố Tư rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, anh ta đều cảm thấy cô ta là người bảo sao nghe vậy. Bà chị không thích cô, khiến cô phải xấu hổ trước mặt bao người. Cô cũng chỉ mím môi không nói. Bây giờ nhìn Cố Tư hình như đã khác trước đây. Kỳ Cảnh ngẫm nghĩ, trước đây hình như anh ta chưa thấy cô cười bao giờ. Cô Tư cũng cười vui vẻ. Anh xem, tôi nói như thế này anh không tin, vậy anh muốn tôi phải nói thế nào? Kỳ Cảnh nhất môi, cũng không phải không tin, tôi tin. Câu nói này quá qua loa lấy lệ. Cố Tư hừ một tiếng. Đúng lúc này ngoài cửa có người đi ngang qua. Rồi lúc đầu chỉ liếc nhìn vào phòng làm việc của chị Cảnh một lần, nhưng khi nhìn thấy Cố Tư ở đây, ông ta dừng ngay lại lập tức. Vẻ mặt ông ta có chút nghiêm túc, sau đó ông ta sải bước đi vào. A Cảnh. Kỳ Cảnh giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Ba. Ông hai ầm một tiếng. Ba đang có một tập tài liệu ở đây.
con nhìn thử xem số liệu không đúng lắm. Chị Cảnh đứng lên, dân cô Tư cũng đứng dậy. Ông Hai không nói chuyện với cô, đương nhiên cô cũng không muốn nói. Chị Cảnh sắp phải ra ngoài, chắc chắn cô cũng không có thể ở lại đây. Cô Tư ra khỏi văn phòng Chị Cảnh, chỉ vẫy tay với anh ta chứ không lên tiếng. Chị Cảnh mỉm cười, hai người tạm biệt nhau. Cô Tư nhìn thời gian sắp đến giờ tan làm rồi, cô vội vàng trở lại phòng làm việc của chị Quyên. Chị Quyên đeo kính chống bức xạ để nhìn máy tính, dường như anh ta đã trở lại trạng thái lãnh đạm như trong thời gian hôn nhân. Cô Tư đứng ở cửa nhìn một lúc rồi mới bước vào, cũng không nói gì, chỉ ngồi trên ghế. Mặc dù chị Quyên không cố nhìn cô Tư nhưng anh vẫn hỏi đi lòng vòng đâu đó. Cô Tư dừng dây, tôi nhìn thấy chị Cảnh nên vào phòng anh ta ngồi một lúc. Bàn tay đang gõ phím của chị Quyên chợt dừng lại, quay đầu nhìn cô Tư. Chị Cảnh, cô Tư không nghĩ nhiều. Gặp nhau ở hành lang rồi tôi vào văn phòng anh ta trò chuyện đôi câu. Chị Quyên nhìn cô chăm chú, cô với chị Cảnh rất thân thiết à. Cô tôi chớp mắt không thân, đây là sự thật. Trước kia cô cũng chẳng nói chuyện với anh ta bao giờ, không thân mà cũng vẫn có thể vào phòng làm việc của cậu ta ngồi được. Giọng chị Quyên lạnh đi vào vài độ. Nhưng mà cô Tư bình thường, nó không phải là anh à, em anh à, đều là người nhà họ chị các anh, nói vài câu thì có thể bị sao được. Không biết rốt cuộc chị Quyên có tin lời của Tư không? Chỉ là ánh mắt đang nhìn cô chăm chăm của anh mang theo vẻ phức tạp. Cô Tư không chột dạ. Cô nhìn thẳng vào mắt chị Quyên. Một lúc sau anh nhìn đi chỗ khác, cô cố gắng tránh tiếp xúc với chị thứ hai càng nhiều càng tốt. Quan hệ nội bộ nhà chúng tôi hơi phức tạp. Phức tạp hay không? Thực ra cô tôi cũng không để tâm lắm. Cô cũng không phải người nhà họ Trì. Nội bộ họ có quan hệ gì, liên quan gì đến cô? Cô Tư không trả lời. Chờ đến khi Kỳ Quyên tan sở, tiểu thư không đến. Kỳ Quyên dẫn Cố Tư ra khỏi văn phòng. Kết quả khi về khuya thang máy, hai người lại gặp Kỳ Cảnh. Tới giờ tan làm, mọi người đều đến thang máy cũng là chuyện bình thường. Chị Cảnh đi một mình, cô tôi nhìn thấy anh ta thì mỉm cười vẫy tay. Chị Cảnh liếc nhìn chị Quyên trước rồi mới mỉm cười với cô Tư. Thang máy chuyên dụng đang ở trên tầng, ba người cùng nhau bước vào. Cô Tư và chị Quyên đứng bên trong. Chị Cảnh đứng ở cửa.
Cô Tư nhớ lại lời chị Quyên vừa nói nên không chủ động bắt chuyện với chị Cảnh nữa. Nhưng chị Cảnh lại quay người nhìn cô Tư, trưa nay cô định đi ăn ở đâu? Cô Tư trước mắt tôi cũng không biết. Cô ngẩng đầu nhìn chị Quyên, trưa nay đi ăn ở đâu vậy? Động tác của chị Quyên vẫn không thay đổi, anh ta cụp mắt xuống nhìn cô Tư không nói gì. Cô Tư không hiểu ánh mắt này có ý gì. Nhưng có vẻ anh không được vui lắm. Cô Tư mím môi, vẫn nhìn chị Quyên. Chị Quyên phớt lờ cô. Hỏi anh đó, mình đi ăn ở đâu vậy? Giọng nói nũng nịu này, cô Tư nghe cũng thấy hơi buồn nôn. Chị Quyên đưa tay lên bóp mặt cô. Đến rồi em sẽ biết. Anh nói câu này nhưng lại không khớp với biểu cảm trên mặt. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói rất dịu dàng. Cô Tư cười té tét chuyển sang ôm eo chị Quyên. Cô chỉ muốn nhân lúc người khác ở đây khiến anh chán ghét. Cô dựa vào vòng tay anh, cười hì hì. Chị Cảnh nghiêng nửa người, tầm mắt rơi vào màn hình điện tử trong thang máy. Nhưng đôi mắt vẫn có thể nhìn thấy Cố Tư và chị Quyên. Chị Quyên không đẩy Cố Tư ra, chỉ cúi đầu nhìn cô. Cố Tư chớp mắt còn làm vẻ đắc ý. Chị Quyên nghĩ một chút rồi đưa tay ôm cô. Anh nhanh chóng cúi người hôn lên khóe miệng cô. Nụ cười gian trá trên mặt Cố Tư chợt tắt liệm. Rồi cô từ từ hạ khóe miệng xuống. Cô mở miệng hình như muốn nói gì đó. Nhưng thang máy đã dinh một tiếng rồi mở ra. Chị Cảnh xa người bước ra ngoài. Chị Quyên dẫn ông Cố Tư đi thôi, đưa em đi ăn cơm. Anh gần như ôm Cố Tư ra khỏi thang máy. Đại sảnh tầng 1 có rất nhiều người, nhưng Chị Quyên cũng chẳng quan tâm. Anh ôm Cố Tư, giọng trầm đến mức chỉ hai người họ có thể nghe thấy. Anh nói sau này tránh xa Chị Cảnh một chút. Cố Tư y lên một tiếng, vì sao? Không có gì sao, Chị Quyên đáp. Trong sảnh thấy chị Quyên và Cố Tư đi ra. Thì đều hơi ngạc nhiên nhìn họ. Bình thường chị Quyên tương đối lạnh lùng,
Nhưng bây giờ nói chuyện với cô Tư, trên mặt anh lại như có ý cười. Quả nhiên, đó chính là tình yêu đích thực.